Đừng gọi công an. Anh đừng có gọi công an. Tại sao là không chứ? Nếu nhà có trộm phải báo công an, để họ điều tra em, hiểu không? Tụi Linh à, em có sao không? Có chuyện gì vậy hả? Bình tĩnh đi, em đừng khóc nữa, bình tĩnh đi. Kể nghe xem có chuyện gì vậy hả? Nhà em có trộm à? Em báo công an chưa? Đừng gọi công an. Anh đừng có gọi công an. Tại sao là không chứ? Nếu nhà có trộm phải báo công an, để họ điều tra em, hiểu không? Đừng báo công an. Không phải trộm. Không phải trộm chứ là gì chứ? Nhà em bị lục tung hết rồi kìa. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, kể nghe chuyện gì. Nè Tụi Linh. Tụi Linh. Tụi Linh. Em bị sao vậy Tụi Linh? Ngày mai mẹ mới về hả? Dạ. Em có chắc là tối nay ở một mình ổn không? Dạ không sao đâu. Bây giờ cũng trễ rồi, anh về đi. Thì được rồi, vậy anh về nha. Nếu có gì thì gọi cho anh liền. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Anh về cẩn thận nha. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Beyond.